Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Vui xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm. Cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Lạy Mẹ Maria, vô nhiễm nguyện tội, xin cầu cho chúng con hằng chay đến kêu xin Mẹ. Ngày thứ 8, 12 ngôi sao chung quanh. Thánh sử Gioan thuật lại những giây phút cuối của Chúa Giêsu trên thập giá. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Cũng từ giờ đó, Đức Mẹ luôn sát cánh với các tông đồ để cầu nguyện, chờ đón Chúa Thánh Thần và Mẹ đã hiện diện ngày khai sinh giáo hội. Các ngôi sao tượng trưng cho giáo hội được xây dựng trên nền tảng các thánh tông đồ mà Chúa Giêsu là đầu. Chúng ta là các chi thể, cũng được mời gọi trở nên con cái sự sáng. Cuộc sống của chúng ta phải là cơ hội để người khác tìm về cùng Thiên Chúa là chân lý, là tình yêu và là sự sống. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Giáo hội, xin giúp chúng con trở thành những tông đồ bé nhỏ nhưng luôn sốt sắng cầu nguyện trong Giáo hội và cho Giáo hội. Xin Chúa chiếu soi ánh sáng huy hoàng của Chúa vào tâm hồn các nhà lãnh đạo các quốc gia và những người có trách nhiệm về sức khỏe cộng đồng, để họ thật sự tìm lợi ích cho người dân bằng cách liên đới chặt chẽ với nhau để chia sẻ những phương thuốc phòng ngừa và chữa trị dịch bệnh. Nơi mỗi người chúng con cũng còn nhiều bóng tối của sự dữ. Xin Chúa cho chúng con biết nhìn nhận và sám hối thật sự về những tội lỗi của chúng con. Lạy rất thánh đồng trinh Maria, là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ. Xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than vang, chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một rũ lòng thương và nhận lời con cùng. Amen. Lạy Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, là đấng vô nhiễm nguyên tội, chúng con xin dâng hiến cuộc đời mình cho Mẹ. Với tước hiệu Đức Mẹ hay làm phép lạ, ước gì mẫu ánh này là một dấu hiệu chắc chắn của tình Mẹ yêu thương mỗi người chúng con, và nhắc nhở lòng mến của chúng con đối với Mẹ. Ước gì khi đeo ánh này, chúng con được Mẹ chúc lành và yêu thương che chở, và Mẹ gìn giữ chúng con trong ơn nghĩa với Chúa Giêsu, con của Mẹ. Ôi Trinh Nữ rất thần thế, Mẹ của đấng cứu thế, xin giữ chúng con bên cạnh Mẹ mọi giờ.
giây phút cuộc đời chúng con. Xin cầu bầu cho chúng con được ơn chết lành. Nhờ được kết hợp với mẹ, chúng con được hưởng hạnh phúc nước trời luôn mãi. Amen. Tri ân lòng mẹ bao la khôn sai.